Chào mừng các bạn đến với kênh Vay Tiền Ngân Hàng. Hôm nay chúng tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu về ai sẽ được vay vốn mua nhà ở xã hội. Chính phủ vừa chính thức ban hành quyết định số 370 về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội năm 2018 tại Ngân hàng Chính sách Xã hội theo quy định tại Nghị định số 100 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Theo đó, lãi suất ưu đãi sẽ là 4,8% trên năm, 0,4% trên tháng. Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay. Đây là thông tin đang được người dân mong chờ. Vậy những đối tượng nào sẽ được thụ hưởng chính sách này? Về nguyên tắc vay vốn, người vay phải đúng đối tượng được vay và đáp ứng đầy đủ các điều kiện vay vốn theo quy định. Sử dụng vốn vay đúng mục đích xin vay, trả nợ đúng hạn cả gốc và lãi. Đối tượng được vay vốn bao gồm người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân. Trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an Nhân dân và Quân đội Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức. Trừ đối tượng là người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, các đối tượng còn lại để được vay vốn phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Khi vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội, người vay vốn phải đáp ứng đủ các điều kiện như phải thực hiện gửi tiền tiết kiệm hàng tháng tại ngân hàng với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Chính sách Xã hội. Mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ hàng tháng của người vay vốn. Bên cạnh đó, người vay vốn phải có đủ vốn tự có tối thiểu 20% giá trị hợp đồng mua bán trên hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội đối với vay vốn để mua trên thuê mua nhà ở xã hội. Tối thiểu 30% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành đối với vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở. Mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội. Thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trường hợp người vay vốn có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì thỏa thuận với Ngân hàng Chính sách Xã hội nơi cho vay về thời hạn cho vay thấp hơn. Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện cho vay trực tiếp tại trụ sở chi nhánh cấp tỉnh hoặc phòng giao dịch cấp huyện. Ngân hàng Chính sách Xã hội cho biết, cơ quan này đã chuẩn bị để sẵn sàng thực hiện cho vay ngay khi chính phủ cấp vốn thực hiện chương trình. Take a body's high.